Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 10 Quy Hàng Nộ Thương, Hồi 1 Loại nói lưu vi hai người tiến vào mật đảo, binh lính phía sau đã lao tới, vi tử tráng tựa vai vào cửa đá, hét lên. Lưu Vân, mau đến giúp ta. Đóng cửa lại, âm thanh lạch cạch vang lên, võ công nội kính và vô tuyệt tâm pháp cùng nhau phát động, cửa đá rốt cuộc chậm rãi khép lại. Mặc cho bên ngoài tiếng giết nổi lên tứ phía, nhưng bên trong cửa lại không hề nghe thấy một âm thanh nào. Mật đảo đóng cửa, liễu ngang thiên cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng trốn không thoát, nghĩ đến là giữ nhiều lành ít. Chỉ là nếu hắn không dẫn ngăn cản binh mã triều đình, cả nhà cũng sẽ không thể thong dong rời đi. Trình Bắc Đô Đốc gặp nguy không loạn, đến chết không nhục vũ uy danh. Vì tử tráng che mặt, tựa hồ đang nức nở, nghĩ đến hắn đã theo liễu ngang thiên đã lâu, đột nhiên sinh ly tử biệt, trong lòng nhất định chua xót. Lư Vân tuy cũng khó chịu, nhưng rốt cuộc đi theo liễu ngang thiên bất quá hai năm, ngày thường cũng không tính thân mật, tự không tê tâm liệt phế như vi tử tráng. Lập tức khuyên nhủ, vì hồ vệ, nơi này đều là người già phụ nữ và trẻ em, chỉ có thể dựa vào chúng ta, người đừng thương tâm. Vì tử tráng che mặt không nói, qua đến thật lâu sau mới bình tĩnh lại. Lư Vân vỗ lưng hắn an ủi hỏi, mật đạo này được dựng khi nào? Vì tử tráng buồn bã cười, nói, ngày đó cả nhà tần bá tiên bị giết sạch, đại thần nào mà không phải lo lắng đề phòng, hai năm sau hầu ra đã cho xây thông đạo này. Ông đã an bài một lão nhân ở lối ra, người trung thành nhất, vài thập niên qua đều đang đợi giờ khắc này. Đang ở lúc này, có một tiếng thét chói tai truyền đến, vì lư hai người nhìn nhau, đều đại kinh thất sắc, liền sợ đằng trước có người phục kích, nên vội vàng để khí nhảy lên, hai ngày theo ven tường nhảy lên xuống mấy lần, chạy vào trong đám người, chợt thấy một mảnh tướng đang mồi xổm trên mặt đất, tay cầm đao, chính là trung lang tướng Thạch Bằng. Vì tử tráng vẫn nổ quát, Thạch Bằng. Người không ở phía trước giết địch, chạy trốn tới nơi này làm gì? Thạch bằng vội vàng xua tay, thở hổn hển, đừng đuổi ta đi, đừng đuổi ta đi. Cây đổ bầy khỉ tan, nhìn thạch bằng kia thân lấm lem máu, hắn không khỏi run rẩy khi nói, không còn nửa phần uy phong trước kia. Lư Vân cảm thấy thương hại nói, giờ phút này thêm một phần giúp đỡ là thêm một cơ hội sống, đừng làm khó dễ hắn. Vì tử tráng thở dài, người này nếu tới, cố gắng đuổi hắn ra ngoài cũng không thể. Liền nói ngay, cũng được, ta đến đằng trước dẫn đường, người cùng thạch bằng này cản phía sau. Vì tử tráng tay để trường đao tiến về phía trước, đoàn người ngoài bảy vị phu nhân của liễu môn còn có rất nhiều hại nhân gia đình, những người này nhiều là người già phụ nữ và trẻ em, có người quá yếu đuối, không thể đi lại lâu, có người kinh hãi quá độ, không khỏi choáng váng nôn mửa, đoàn người già yếu, đường đi ngột ngạt, bất quá đi được nửa canh giờ, liền đã không thể động đậy. Bảy phu nhân liễu môn ngã xuống đất, tiếng khóc rung trời. Chỉ là trên đường đi không chỉ có một nhà liễu môn, vì tử tráng, lưu vân và đám gia đình, có ai lại không nhớ người nhà của mình. Thạch bằng kia cũng có thân nhân, mắt thấy nữ nhân la hét ẩm ĩ thoáng chốc quát, mấy kẻ đê tiện các ngươi mau câm miệng. Muốn khóc thì cốt ra ngoài khóc, đừng làm phiền người khác nữa một nữ tử hét lên, đó là ái thiếp ngũ phu nhân của liễu ngang thiên, chỉ nghe nàng kêu lên, cút đi. Đồ tham sống sợ chết, cút ra ngoài cho ta, lập tức lao tới cắn xé hết vào mặt thạch bằng, thần thái như đã phát điên. Thạch bằng túm lấy ngũ phu nhân, tát thật mạnh, quát, hầu ra đã chết, kỳ nữ thanh lâu bán rẻ tiếng cười các người còn kiêu ngạo cái gì. Mơ ước xuân thu đại mộng sao? Đi tìm chết đi thạch bằng trước mặt mọi người đánh người, những phu nhân khác vội vàng kéo ra, hất phu nhân thét to, Lưu Vân. Lưu Vân, người mau tới, mọi người kinh hãi quá đổ, một đám đều có vẻ điên cuồng. Lưu Vân ngày thường tĩnh tâm dưỡng tính, đọc nhiều sách thánh hiền, lúc này thần trí tất nhiên là không loạn. Nghe thấy tiếng kêu, hắn lập tức chạy lại, giơ tay phải đánh về phía thạch bằng, tay trái vươn ra như tia chớp, năm ngón tay chế trụ cổ tay phải của hắn, công kích nơi nơi, đã đoạt được binh đao. Lư Vân đã nhiều năm không giao đấu với cao thủ, nhưng hắn tinh thông nội gia quyền pháp, dù sao cũng khác với người thường, quả nhiên trong ba chiêu liền đã chế phục lão tướng. Hắn điểm trúng huyệt đạo thạch bằng, đưa thanh đao cho thất phu nhân nói, người này còn buông lời hành động vô lễ, một đao giết hắn. Thạch bằng vừa kinh vừa sợ, cả giận nói, họ lư, ngươi người cũng dính líu đến tiện nhân này đúng không kẻ dơ bẩn nhà ngươi vài phu nhân nghe xong lời này đều nhìn về phía thất phu nhân ánh mắt của đại phu nhân đặc biệt nghiêm nghị thất phu nhân sắc mặt phát lạnh vội vàng co rúm lại sau lưng lưu vân lưu vân nghe thạch bằng nói đầy lời vô sỉ, nhịn không được mày nhăn lại thuận tay điểm ra phong bế áo huyệt của hắn đường đi hẹp hắc ám không ánh sáng nói chung lại nhiều là hạng người nữ liêu ai cũng đang xoa tay chật vật tiến về phía trước bốn phía nước mắt ròng ròng thanh âm không dứt bên tai làm người càng thêm phiền lòng chỉ là đang hỗn loạn đứa trẻ mới sinh kia lại không bao giờ quấy khóc nhìn nó mở to mắt chỉ cọ quậy trong lòng thất phu nhân dường như rất tò mò lư vân trong lòng an lòng quả nhiên là tướng môn hồ tử đứa nhỏ này kiêu dũng như thế tương lai tất vì hầu ra báo thù lại đi được một lúc mặt đất ướt nhẹp tường hai bên cũng rất ẩm ướt tựa hồ đã đào một đường hầm bí mật xuống đất dẫn xuống thành hạ bảo vệ sông đào lư vân từng chạy trốn khắp nơi kiến thức của hắn vượt xa người thường tự biết nội thành và ngoại thành là nơi được phòng thủ nghiêm ngặt nhất chỉ cần có thể thuận lợi thoát khỏi hai trạm kiểm soát này việc rời bắc kinh sẽ có hy vọng ước chừng lại đi được nửa canh giờ đoàn người đã đến lối ra mật đảo, vi tử tráng dẫn đầu, nghiêng tay lắng nghe, không nghe thấy tiếng vang gì, liền đẩy cửa đá mật đảo mở ra, chậm rãi bò ra ngoài. Lư Vân lúc này cũng đã chen lên phía trước, nhìn thấy vi tử tráng đi ra ngoài, hắn lập tức giơ ngón tay lên môi ra hiệu mọi người im lặng, sau đó bày ra tư thế vô song liên quyền, chỉ cần ngoài cửa hơi có động tĩnh, hắn sẽ tiến nhanh tới giết địch. Đợi hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng động lạ, Lưu Vân cũng bỏ ra ngoài, thấy mình đang ở bên bờ sông, cuối thu trời lạnh, đã là nửa đêm rồi, gió thu thổi quét mặt sông, khuấy động từng cơn gió lạnh. Nơi này đã ở bờ sông Vĩnh Định, không có truy binh đuổi tới. Trong một căn phòng xa xa, Vi Tử Tráng đang nói chuyện với một lão nhân, nghĩ đến người nọ hẳn là thuộc cấp trung thành mà liễu ngang thiên an bài. Lưu Vân buông bỏ những lo lắng, đưa từng người liễu môn ra khỏi mật đạo mọi người bò ra ngoài, sắc mặt đều xám xịt, Lưu Vân giúp Thạch Bằng hóa giải huyệt đạo, giận dò nói, mọi người đồng tâm hiệp lực, Thạch tướng quân đừng lại chọc người phiền lòng. Nếu không đừng trách ta xuống tay không khách khí, Thạch Bằng cười khổ hai tiếng, chỉ ngồi xổm trên mặt đất, không nói một lời. Trong lúc khốn cùng, mọi người vây quanh đại phu nhân của Liễu Ngang Thiên, từng người ôm đầu khóc giống. Trước mắt chủ công sinh tử không rõ, cáo mệnh phu nhân thân là chủ mẫu, tự cần đắn đo chú ý. Tuy nhiên, chỉ là bà thứ nhất đã già, thứ hai đã quen phu quý, chưa bao giờ trải qua sóng gió, giờ phút này chỉ cúi đầu nước mắt ròng ròng, nửa ngày không nói nên lời. Lư Vân bình tĩnh hơn những người này rất nhiều. Hắn liên tục đi dạo vài bước, gọi tới lão quản gia, nói, các người có mang theo tiền không? Loạn thế chạy nạn, đệ nhất quan trọng đó là quyền cước công phu, không cần quá lo lắng về khía cạnh này, với thân thủ của vi tử tráng, có gặp gỡ mười mấy thổ phỉ, cũng có thể giữ được bình an. Trừ điều này ra, ngân lượng là thứ quan trọng thứ hai. Một đoàn chạy nạn ước chừng có 50-60 người, chỉ riêng việc ăn uống mỗi ngày đã là một khoản chi phí rất lớn, chưa kể việc gặp phải quan châu nhiều lời, chi phủ khó xử, không thể không có tiền tống cổ. Lưu Vân đã từng lưu lạc tứ phương, câu đầu tiên hẳn hỏi đã đánh vào điểm quan trọng. Quản gia hoảng hốt nói, đi gấp như vậy, lão hủ cũng không biết mang theo cái gì. Gọi tới một gia đình, mang theo một tay nải to, mọi người tụ tập lại xem, tuy chưa kịp chuẩn bị, nhưng liễu phủ giàu nhất một vùng, bên trong vẫn còn một chồng ngân phiếu dày và một ít châu báu trang sức. Bỗng nghe đại phu nhân hét lên một tiếng, từ trong bao quần áo lấy ra miếng ngọc thạch, thét to, là ai? là ai còn mang theo tai họa này? Mọi người tập trung nhìn vào, lại là Ngọc Tỷ, nghĩ đến gia đình đi thật sự vội vàng. Trong lúc vội vàng thu dọn lễ vật rượu trăng tròn, vô tình bỏ Ngọc Tỷ vào trong tay nài. Đại phu nhân dường như phát điên, ném Ngọc Tỷ vào mật đảo, rồi khóc lớn. Vài vị phu nhân khác đến khuyên bảo, đại phu nhân lại không cảm kích, chỉ thấy bà ta nổi trận lôi đình, thét to, thạch bằng nói đúng. Các người đều là tiện nhân các người gả cho lão gia còn không phải là vì tiền sao? Nhìn xem, nhìn xem, nơi này đều là tiền, các ngươi cầm rồi cút đi. Sau đó cầm tay nải lắc mạnh, lại gào khóc la hét. Các phu nhân thần sắc ảm đạm, thất phu nhân càng khóc lớn. Lư Vân muốn khuyên bảo, rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể lo lắng xuông. Lúc này, một tiếng gầm vang lên, sau đó là một cái tát khiến đại phu nhân bất tình lư vân vừa mừng vừa sợ vội vàng quay đầu lại nhìn người xuống tay lại là vi tử tráng phía sau hắn là một ông lão chính là thuộc hạ trung thành mà hắn vừa mới thấy vi tử tráng vác đại phu nhân lên vai lạnh lùng nói nghe đây đây là tấm gương cho các ngươi hầu ra sinh tử như thế nào còn chưa rõ các ngươi ai dám lại gây chuyện muốn phá hủy cái gia đình này phải bước qua cửa vi tử tráng ta vi tử tráng lệ thanh nộ hống thạch bằng một bên cười gượng hai tiếng đang muốn châm chọc vi tử tráng bước nhanh qua đá ngã hắn lăn trên mặt đất nhìn mọi người bằng ánh mắt giận dữ lành lạnh nói đây là tấm gương thứ hai ai còn muốn thử xem thì cứ đến đây vi tử tráng là người khéo đưa đẩy nào biết hôm nay là thời khắc nguy cấp đầu tiên là đao bắt cùng chính nghi khống chế được cục diện hiện tại chân áp tranh chấp nữ nhân, xem ra liễu ngang thiên chọn hắn làm hộ vệ hàng đầu, quả nhiên là rất co ánh mắt. Mắt thấy trung nữ im như ve sầu mùa đông, giả đình cũng không dám nói gì, Lưu Vân tất nhiên là thầm khen trong lòng, hắn tiến ra đón, hỏi, an bài thế nào rồi? Vì tử tráng thu liễm vẻ mặt phẫn nổ, thở phào một hơi, nói, hầu ra năm đó phân phó, khi có chuyện lớn xảy ra, muốn các phu nhân sẽ xuống thuyền rời đi, Chức cùng vân phong thiếu gia hội hợp rồi tính toán sau trường tử của liễu ngang thiên tên là vân phong thừa kế tước vị sống ở quê nhà đã lâu nghe ý của vi tử trắng chắc sẽ trở về đất phong sơn tây đến cậy nhờ vị đại thiếu gia này vi tử trắng phân phó vài câu lão nhân kia liền đi đến bến đò chuẩn bị vi tử trắng móng nhìn lưu vân nói ngươi có muốn đi cùng chúng ta không Lưu Vân nghe được những lời này không khỏi run rẩy. Tuy rằng hắn có chút quan hệ với Liễu Môn, nhưng rốt cuộc tư lịch còn thấp, giờ phút này nếu muốn bứt ra, vẫn có thể rút lui, vì tử tráng đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhất thời thở dài, Lưu Vân, mấy ngày nữa ngươi sẽ thành thân, nếu phải đi thì cứ đi, chúng ta sẽ không trách ngươi. Lưu Vân năm đó mới đến Kinh Thành, là một kẻ hàn vi nghèo rớt mùng tơi, sau khi gia nhập Liễu Môn, vẫn là một cung thủ mã ngựa không quan trọng gì, vẫn chưa được đến hậu ái ban thưởng. Hiện giờ trạng nguyên công danh càng là dựa vào tài trí bản thân mà có được. Không liên quan gì đến liễu ngang thiên, hắn thở dài, quay đầu lại nhìn thất phu nhân, chỉ thấy nàng ôm ấp hài tử, trợn mắt nhìn chính mình, trong ánh mắt là cầu khẩn, xem nàng tha thiết như thế, tất cũng không muốn mình rời đi. Lư Vân quay người nhìn phía Bắc Kinh, nhưng thấy nơi xa kinh thành nguy nga chót vót không thấy ánh lửa nổi lên chỉ có bóng tối như thường lệ nghĩ đến việc loạn còn chưa lan khắp thành cố gia lão còn có thể bình an hắn trong lòng mờ mịt thầm nghĩ ta nên làm cái gì bây giờ đi cùng họ hay trở về bảo vệ thiến huy giờ phút này binh hoang mã loạn chính mình về tình về lý đều nên trở về bảo vệ người thân chỉ là nên mờ miệng nói lời này thế nào hắn ngơ ngẩn do dự dường như khó quyết đoán, vì tử tráng lại không làm khó người khác. Hắn thấy Lưu Vân do dự không quyết, nhất thời vòng tay qua eo hắn nhỏ giọng nói, đồ mốc, ngươi có thể cùng ta đi đến nước này, ngươi đã không làm hầu ra thất vọng. Thừa dịp còn có thể đi, nên tự đi đi. Sẽ không có ai trách ngươi đâu. Lưu Vân nhìn vi tử tráng, trong lòng khó chịu, nước mắt cứ thế rơi xuống. Vợ con của vi tử tráng đang ở Bắc Kinh, chỉ là hắn vì liễu gia lão vứt bỏ người nhà chính mình nghĩ đến hắn trong lòng đau đớn bất đắc dĩ vượt xa những gì người ngoài có thể tưởng tượng lư vân nghẹn ngào nói vì hộ vệ ta ta liền vào lúc này thuyền đánh cá đã chạy đến thạch bằng là người đầu tiên xông về phía trước thạch bằng này là đại tướng liễu môn chức quan là một tay liễu ngang thiên tiến cử lần này nếu phải về kinh chắc chắn sẽ là con đường chết lúc này không đi còn đợi đến khi nào. Quả nhiên nhanh tay nhanh chân, bộ dáng gọn gàng, mảy may không thấy trần chờ Lại nghe hắn hỏi, vì tử tráng. Chúng ta bây giờ đi đâu? Vì tử tráng không ưa sự bạc bẽo của người này, cũng không quay đầu lại, hết, đi sơn tây. Thạch bằng vâng vâng dạ dạ, tự trốn vào trong khoang thuyền. Vì tử tráng thở dài, lão để, đại nạn mới bắt đầu, mọi chuyện khó liệu, không ai có thể tin tưởng được. Ngươi, nếu chúng ta tìm không thấy vân phong thiếu gia, có thể đến cậy nhờ ngũ định viễn không? Lư Vân nghe xong lời này, nhất thời dùng mình, lúc này lực lượng tinh nhuệ cuối cùng của liễu môn đã nằm trong tay ngũ định viễn, nếu hắn muốn ra tay cứu người, già trẻ liễu môn có thể bình yên vô sự. Lư Vân trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, định viễn trời sinh tính trung nghĩa, nhất nhất định nguyện ý viện thủ, chuyện này không cần quá lo lắng vì tử tráng cười khổ nói, chỗ định viễn không thành vấn đề, chỉ là ngươi. Diễm đình cô nương đáng tin không? Lư Vân hơi ngạc nhiên và nói, vì đại ca sao lại nói lời này? Diễm đình cô nương có gì không tốt? Lư Vân và Diễm đình coi như quen biết, hai người tuy chưa từng nói chuyện, nhưng cũng biết nữ hài nhi này giản dị đơn thuần, không phải là kẻ gian nịnh, hắn trong lòng khó hiểu tại sao vi tử tráng lại không thể tin tưởng nàng ta lập tức liền mở miệng hỏi lại. Vì tử tráng đang định nói lại nghe thạch bằng kêu lên, mụ nội các ngươi đang làm cái gì vậy? Chỉ hoãn lâu hơn, chờ đợi truy binh tới rước sao? Vì tử tráng muốn nói lại thôi, chỉ vỗ vai Lưu Vân, thở dài, huynh đệ, không còn thời gian nữa, chúng ta phải đi rồi. Lưu Vân thấy hắn liền phải rời đi, trong lòng bỗng nhiên không đành lòng, chỉ muốn giúp hắn một việc gì đó, lập tức chạy tới, nắm tay hắn, nhỏ giọng nói, vì hộ vệ, người nhà hài tử của ngươi, ta nhất định thay ngươi chăm sóc. Ngươi có thể yên tâm đi. Vì tử tráng nghe được lời này, nhất thời rơi lệ đầy mặt. Lư Vân từ trước đến nay nhất môn cửu đỉnh, nói là làm, hắn đợi hồi lâu, đó là đang đợi những lời này, trước đó khuyên Lư Vân ở lại kinh thành, cũng là tồn tại tâm tư này. Vì tử tráng đầy mặt cảm kích, liên tục gật đầu, thấp giọng nói, trên đời nhân tâm hiểm ác, bảo trọng chính mình. Không trần trừ nữa, hắn lên thuyền. Già trẻ liễu môn rút vào khoang thuyền, trên đầu thuyền liền chỉ còn lại ít ỏi mấy người, vi tử tráng kiểm tra từ trên xuống dưới. Nhưng thiếu một người, hắn lạnh lùng nói, còn có ai chưa lên thuyền, mau mau tới đây. Hắn vừa dứt lời, một nữ tử hoang mang rối loạn từ mật đảo chạy ra, đúng là thất phu nhân, lại không biết nàng là khi nào chạy vào nàng đi được tới mép thuyền, dừng chân nhìn vi tử tráng, biểu tình có chút sợ hãi. Vi tử tráng thấp giọng nói, người làm sao vậy? Vì sao còn không lên thuyền? Thất phu nhân tựa hồ có chút do dự, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất mà không nói gì. Vi tử tráng nhìn thấu tâm tư của nàng, lập tức nhảy xuống thuyền, lôi kéo thất phu nhân, lắc đầu nói như ngọc, đã gả cho người khác, nhất định phải tuân theo tam tổng tứ đức người nọ nếu yêu ngươi năm đó đã thành thân với ngươi. Ngươi có nghĩ đến hắn cũng vô dụng. Thất phu nhân để cho hắn lôi kéo, dưới chân liền đi theo, nhưng nàng không khỏi quay đầu lại nhìn Lưu Vân, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, rồi lại khó có thể mở miệng. Lưu Vân thấy nàng bộ dáng nhu nhược đáng thương, nhìn chính mình ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, hắn trong lòng đột nhiên xúc động, muốn lên thuyền, nhưng sau đó lại nghĩ đến cố thiến Huy, lại nhịn xuống chiếc thuyền lớn rời bến, tiến thẳng ra giữa sông. Lư Vân một mình bên bờ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Liễu ngang thiên giữ nhiều lành ít, đám quả phụ này đều nhờ vào vi tử tráng chăm sóc. Hắn lại là ái náy, lại là đau lòng, nhất thời đôi tay nắm chặt tay lại, ngơ ngẩn mà rơi lệ. Hắn đứng thẳng hồi lâu, mắt thấy thuyền lớn đã đến giữa sông, đã bỏ đi rất xa. Lư Vân yên lòng, đang muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một tia sáng, bờ sông đối diện thế nhưng sáng lên, dõi mắt nhìn lại, trong rừng hình như có vô số cây đuốc dơ lên cao, hướng về hơn chục chiếc thuyền dọc bờ sông, vạch thẳng tới thuyền lớn. Lư Vân Đại Kinh thất sắc, biết truy binh triều đình đã đến, hắn kêu to, không. Không, bốn, chương mười quy hàng nộ thương, hồi hai. Cả thuyền cô nhi quả phủ chỉ dựa vào hai người thạch bằng và vi tử tráng sao có thể là đối thủ của quân mã triều đình lư vân lo lắng lập tức nhảy xuống nước vung tay như điên bơi thẳng về phía giữa sông lư vân liều lĩnh bơi ra nhưng hắn sinh ra ở phía bắc bơi không giỏi lắm tuy hụt hơi khó nắm bắt được vị trí hắn vẫn vừa bơi vừa kêu lên vi hộ vệ vi hộ vệ mau mau trốn giữa tiếng kêu nước mắt đã chảy xuống chỉ thấy trên sông ánh lửa cao ngút trời hơn chục chiếc thuyền bắn ra hỏa thì bao vây chiếc thuyền lớn tấn công dữ dội hắn bồng bềnh trong nước cố gắng bơi qua nhưng dòng nước chảy xiết khiến hắn luôn ở xa lư vân vẫy tay liên tục khóc lớn kêu to hoàng thương cầu xin ngài bỏ qua cho chúng ta bỏ qua cho chúng ta đi thuyền lớn bốc cháy xa xa nhìn lại những bóng đen trên tàu rơi xuống sông bị nước băng nuốt chừng Lưu Vân nhìn lên trời xanh, khóc không ngừng, thân thể lại chìm xuống. Bầu trời sắp rạng sáng, màn đêm đã dần trôi qua, chỉ còn lại những mảnh gỗ vụn, áo giáp gãy nát trên sông cùng những thi thể tím tái. Nơi xa những chiếc thuyền đến lùng bắt, vẫn đang tìm kiếm những người sống sót. Lư Vân ướt đẫm bò lại trên bờ, hắn hai tay ôm đầu, quỳ dạp xuống đất, khuôn mặt dại ra, đã như tử thi. Trong vài năm qua, Mặc dù vô số biến cố sinh tử đang rình rập quanh mình, Lư vẫn giữ được ước nguyện ban đầu, làm những gì mình nên làm, không bao giờ nghi ngờ hay bối rối. Lăng Chiêu đã chết, Lưu Kính đã chết, Tần Trọng Hải tàn phế, Dương Túc Quan mất tích, cho dù thiên địa nghịch chuyển, anh vẫn là quân tử cuối cùng của nhân gian, nước bùn có nhiều gấp 10 lần, hắn vẫn vân đạm phong thanh, trước sau chưa từng làm chí hướng của hắn dao động. Đêm nay Lưu Vân biết mình đã sai rồi là một nho sinh, là quan phụ mẫu trạng nguyên được hoàng thượng khâm điểm. Hắn chứng kiến thảm án của vương triều cảnh thái cuối cùng, cũng chứng kiến chính tranh tàn khốc vô tình. Lư Vân la lên một tiếng, hắn rút ra vân mộng trạch, dùng toàn lực chém xuống đất, chỉ là hai mắt đẫm lệ mông lung, hắn không biết muốn giết ai. Tại đây một khắc, vài chục năm gian khổ học tập lại trở nên buồn cười như vậy, trung quân báo quốc, vì thiên địa lập tâm những thị phi cố chấp này đã mất đi màu sắc. Lưu tại trong lòng, chỉ là một mảnh xám xịt, liền hắn cũng không biết đó là cái gì. Mọi thanh âm đều im lặng, từ khí trầm lặng, Lưu Vân như thế ngã xuống đất, giờ phút này muốn hắn trở về bên cô Thiến Hề, lại đi làm tân lang hạnh phúc, hắn làm sao có thể vui vẻ được. Người trong thiên hạ mỗi người chịu khổ chịu nạn, chỉ có hắn bình an tiêu dao lương tâm làm sao có thể bình yên được lư vân nghĩ đến thống khổ chỉ có khóc nức nở liền vào lúc này nơi xa hình như có người phụ họa chính mình cũng truyền ra tiếng khóc lại là từ mật đạo truyền ra lư vân trong lòng kinh hãi hắn ném thanh trường kiếm đi lại lăn lại bò vội vàng nhảy vào mật đạo thoáng chốc nhìn thấy trước mắt có một đứa bé đang cười đùa thất phu nhân không đem đứa bé đi mà để lại đứa bé cho mình lư vân hét lớn ông trời Hắn ôm chặt hài tử kia, nước mắt rơi như mưa. Nàng tín nhiệm chính mình còn hơn cả tin tưởng những người trong Liễu Môn, nàng muốn mình đưa đứa trẻ đi. Lư Vân ngơ ngẩn rơi lệ, thầm nghĩ, cha mẹ của đứa bé này đã chết, bây giờ được phó thác cho ta, bất luận như thế nào, ta đều phải chăm sóc nó bình an. Hài tử kia không biết mẫu thân đã chết ở giữa sông, chỉ bò khắp nơi quanh mặt đất. Lưu Vân nhìn thấy nó bò vào đống quà lục lọi khắp nơi, chỉ là gia đình sớm đã mang chân quý bảo bối ra, chỉ có những chiếc hộp trống rỗng bị bỏ rơi dưới đất, bản thân đứa trẻ cũng không thấy đồ chơi gì thú vị. Lưu Vân ngơ ngác nhìn, chợt thấy hải tử kia cầm một hộp gấm lên cười vui vẻ, đó là món quà được Diễm Đình giao phó cho hắn. Cảnh vật như cũ, nhưng con người đã khác, Lưu Vân tiếp nhận hộp gấm, hồi tưởng tình cảnh đêm đó, trong lòng càng cảm thấy chua xót. Hắn thở dài, bây giờ đang thời điểm quan trọng, hắn không thể có những suy nghĩ nhàm chán như vậy nữa, lập tức ném chiếc hộp đi, đúng lúc này, nắp hộp mở ra, lộ ra miếng lụa đỏ bên trong thập phần tinh xảo, bên trong có một rãnh vuông, nghĩ đến chắc chắn có thứ gì đó quý giá, nhưng có người đã lấy ra. Lư Vân kêu lên, trong lòng nổi lên dị cảm, hắn nhìn xung quanh, đúng lúc này hắn nhìn thấy một khối ngọc thạch lăn ở một góc, chính là ngọc tỷ vừa bị đại phu nhân ném trong mật đào. Lư Vân cầm ngọc tỷ lên, để vào trong tay nhìn kỹ, thấy ấn thạch cũng vuông vức, hàm răng của Lư Vân run rẩy, hai chân nhũn ra, hắn chậm rãi cầm ngọc tỷ, để vào bên trong hộp. Khi ngọc tỷ được hạ xuống, lập tức hít chặt vào rãnh, trời đất tạo ra kết hợp hoàn hảo, kích cỡ không sai chút nào. Không hề nghi ngờ, hộp gấm này đúng là thủ phạm. Lư Vân run rẩy, nước mắt chảy dài trên mặt, hắn ngẩng đầu đập mạnh vào tường, kêu thảm thiết nói, hầu ra. Là ta, là ta hại chết các người. Là ta, đứa trẻ kia nghe hắn kêu lên, trong lòng như có cảm ứng cũng khóc lên. Lư Vân giống như điên cuồng. Nhất thời dùng sức liên tiếp đập mạnh chán vào tường, phát ra nhiều tiếng thùng thùng. Trong mắt hắn lại là bi thương, lại là phẫn nộ như thể sắp phun ra lửa hắn đấm mạnh vào tường buồn bã hét lên diễm đình vì sao vì sao lại muốn hại chúng ta ngươi chẳng lẽ không biết hộp gấm này đáng sợ đến mức nào sao liễu hầu ra có thù oán gì với ngươi vì sao ngươi lại hại ông ấy lư vân nghiến răng nghiến lợi tự trách mình nếu mình mở hộp ra nếu mình không đưa đồ vật đến chuyện đã không như thế này diễm đình Người thật nhẫn tâm, người thật nhẫn tâm. Đột nhiên, Lưu Vân bừng tỉnh, không đúng. Không đúng, Diễm Đình là một cô nương, sao có thể có thủ hận gì, đằng sau nàng ta còn có người khác. Lư Vân hai chân mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất, thoáng chốc hắn đã thấy được đáp án. Là ngươi sao? Đại thần Trung Hưng Vương Triều Võ Anh, là ngươi hạ tay sao? Lư Vân nhìn đứa trẻ con trên mặt đất, cảm thấy tuyệt vọng cuối cùng khóc lớn. Hắn muốn đến trước mặt người kia, lớn tiếng hỏi hắn tại sao, hắn muốn khuôn mặt chữ điền kia nói ra sự thật. Nhất đại chân long thần cơ động, đại thần trung hưng vương triều võ anh, người thật độc ác, người thật nhẫn tâm. Tại thời khắc tâm trí vỡ đê này, chợt nghe nơi xa tiếng bước chân lộn xộn, có rất nhiều người đang đến gần, Lưu Vân đại kinh thất sắc, giờ phút thời khắc sinh tử này, mạng sống treo trên sợi tóc, tuyệt không thể hành động theo cảm tính. Hắn giấu mọc tỷ trong ngực, ôm chặt lấy đứa trẻ, đi vào mật đảo, lén nhìn ra ngoài, quả thấy có rất nhiều hảo thủ đang đi dọc bờ sông, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Những người này không mặc trang phục xưởng vệ, đều là cao thủ vô danh. Chỉ là nhóm người này trên mặt lãnh khốc vô tình, không khác gì những sát thủ do triều đình nuôi dưỡng. Nhóm người này nhất định là được hoàng đế phái đi. Lư Vân ngơ ngẩn nhìn ngoài động, thầm nghĩ, trong lúc loạn thế, ai có thể bảo hộ đứa nhỏ này bình an? Hắn nếu lần trốn hồi kinh, đưa đứa nhỏ này đến nhà cố tự nguyên, với chức quyền binh bộ thượng thư của ông có thể bảo vệ mạng sống đứa nhỏ. Nhưng nếu tin tức dò gì ra ngoài, mầm tai họa liên lụy, đến lúc đó thảm họa cả gia đình bị giết hại sẽ buông sống cả nhà cố tự nguyên. Lư Vân trong lòng sợ hãi, thầm nghĩ, không được, nếu phải chết thì để một mình ta chết được rồi. Tuyệt không thể liên lụy thiến hề. Tình yêu đời này chỉ quan tâm đến một mình thiến hề, thà rằng thiên đao vạn quả, cũng đừng liên lụy nàng. Tiếng bước chân tới gần, chính mình rốt cuộc đi con đường nào, quay trở lại kinh thành hay trốn đi đâu, cần phải quyết định. Bằng không nếu bị những người này bắt được, không những chính mình mất mạng mà còn hại chết đứa trẻ, Lưu Vân Lòng tràn đầy phiền loạn không biết đi con đường nào, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, trước mắt nhất thời sáng như tuyết. Nộ thương sơn, Lư Vân vui mừng khôn xiết, cơ hồ muốn kêu lên. Triều đình dù mạnh đến đâu cũng không thể đánh tới nộ thương sơn, trong thiên hạ chỉ có trọng hài có thể cứu đứa nhỏ này. Nghĩ đến trên đời còn có nộ thương sơn, trong lòng tràn ngập vui mừng. Với binh mã hùng mạnh của nộ thương sơn, nếu hoàng đế dám đánh giết, Việc bảo vệ một đứa trẻ sơ sinh cũng là thừa khả năng. Lư Vân trong lòng vui mừng, nghĩ đến diệu kế này, giờ phút này cục diện quỷ dị, hoàng thượng hỉ nộ khó dò, các đại thần bất cứ lúc nào cũng có thể bị liên lụy, án Liễu Môn xảy ra, chính mình đang ở hiện trường, hơn nữa hắn có mối quan hệ sâu sắc với Liễu Ngang Thiên, trong lúc hỗn loạn này trước tiên nên rời kinh tránh bị chú ý. Nếu không một khi không cẩn thận, Cố Tự Nguyên sẽ phải gặp rắc rối vì mình. Lư Vân nghĩ đến hành tung sau này, muốn nhanh chóng rời kinh, dàn xếp cho đứa trẻ trước. Hắn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đã đi xa, trước mặt có một bụi cây cách hắn khoảng một trường. Lư Vân hít một hơi thật sâu, lùi lại vài bước, sau đó nhảy mạnh bay vào bụi cây, lúc này bị chấn động lại bắt đầu khóc lớn. Lư Vân tay trái nắm lấy Vân Mộng Trạch, tay phải che miệng mũi đứa bé, nhanh chóng bò vào trong bụi cỏ. Hắn ghé vào tay đứa bé, thì thầm hảo hài từ đừng khóc thúc thúc đưa con đi ăn cơm ngon rượu say tìm tiên nữ mỹ lệ chơi con đừng khóc nữa trong cơn hoảng loạn nói ra mộng tưởng trẻ con cũng kỳ quái đứa bé kia đã ngừng khóc lư vân lại bỏ được một lúc chợt nghe sau lưng một người để thanh hô mọi người xem nơi này có mật đạo tiếng bước chân hỗn loạn mắt thấy mọi người súng lại qua lư vân thầm nghĩ lúc này không đi còn đợi khi nào Lập tức vận khởi nội lực, ra sức lao về phía trước, tưởng rằng chắc chắn có người đang hét lên từ phía sau, nhưng chạy được một lúc thì không còn tiếng động nữa. Lưu Vân quay đầu nhìn lại, số đông nhân mã đã đi vào trong đồng, không còn ai canh giữ bên ngoài. Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám giảm tốc độ, cúi đầu nhìn vào trong lòng ngực, chỉ thấy đứa bé quơ chân múa tay, hi hi ha cười vui, nghĩ đến cảnh vật trước mắt, dần lùi về phía sau làm hắn cảm thấy hưng phấn. Lưu Vân liên tiếp chạy như điên lên đường, ước chừng chạy được 30 dặm, thẳng đến đang ở núi hoang mới dừng lại nghỉ tạm. Lúc này đã gần đến giờ thìn, sắc trời khói mù, mưa to chút xuống khắp trời, gió thu mưa thu là khổ sở nhất, Lưu Vân lắc đầu thật mạnh, gạt những nỗi buồn sang một bên, trước mắt là đại nghịch cảnh mà hắn chưa từng trải qua trong đời, nếu không cẩn thận, tất sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục trăm triệu không thể lại oán trời trách đất. Hắn đi đến dưới tảng cây, chợt thấy chính mình còn mặc quan phục, vội vàng cởi mũ miệng y quan, làm thành như tay nải rồi chôn xuống đất. Mười năm gian khổ học tập đọc sách, thừa thiên môn đề danh bảng vàng, vô số phong xương lao khổ, rốt cuộc đổi lấy thân hoa quan này. Kia không chỉ là phú quý công danh mà thôi, bên trong còn có cuộc đời này hết lòng tin theo chí nghiệp. Lư vân quỳ trên mặt đất, đào bùn lấp đất, mắt thấy mũ miệng xuống mù, chậm rãi biến mất không thấy. Trong lúc bàng hoàng chỉ cảm thấy một mảnh thân thể mình đã chết, không bao giờ thuộc về chính mình nữa. Lư Vân Hạ quyết tâm, không nghĩ nữa, lập tức ôm đứa bé vào lòng, hai người vội vàng bỏ chạy, đi bộ một đường xuyên qua núi. Khi đến thiên thủy, muốn đến chỗ bằng hữu tốt nhất, sắp xếp cho đứa bé trước. Hành vi này tránh sự truy đuổi của triều đình, tất phải chọn trốn thoát qua những con đường hoang vắng mây mù dày đặc. Con đường này không xa lạ gì, năm đó cùng ngũ định viễn bị đuổi giết cũng chạy qua con đường này. Chẳng qua lúc này không có đồng bạn sóng vai đi, đổi lại là một đứa bé ở bên cạnh. Chạy vội vã đi về hướng Tây, trên đường ít người, trên đường đói khát, chỉ có thể bắt thu hai trái cây làm đồ ăn, Lư Vân sở trường nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn thế nào với hắn tất nhiên là dễ như chờ bàn tay hắn xé thịt nấu đến khi mềm dính rồi cho đứa bé ăn đứa bé chưa mọc răng không thể tìm được vố nuôi để chăm sóc ngoài cách này ra thì không có cách nào khác để nuôi nấng may mắn thay tráng tử này rất có lòng ăn uống ai đến cũng không cự tuyệt nhìn thấy điều này trong mắt lư vân cũng tỏ vẻ vui mừng ăn uống thì dễ dàng nhưng gánh nặng trong lòng thì không thể buông bỏ được lư vân rời kinh đã mấy ngày lại trước sau chưa từng đưa tin trở về Liễu môn bùng nổ đại hỏa Cha con cố tự nguyên Cố thiến hề biết được tin tức Rồi lại tìm không thấy mình Nhất định trong lòng nóng như lửa đốt Cuộc sống hàng ngày khó an Đi được tới ngày thứ tư Mắt thấy đã là 15 tháng 8 Đúng là ngày ban đầu dự định thành thân Lưu Vân thực sự không thể chịu được được Bất chấp an nguy Quay trở lại thị trấn Vô luận như thế nào đều phải viết phong thư đưa về nhà Cho dù có mạo hiểm tính mạng Hắn cũng sẽ không tiếc nuối may mắn trên chấn vẫn như thường lệ, cũng không có bộ khoái quan sai gì. Lư Vân tìm gian khách điếm, tỉ mỉ viết một lá thư, mặc dù mới ba ngày không gặp cố thiến hề, nhưng trong lòng huyền yêu nhớ mong, vượt xa người ngoài có thể tưởng tượng. Viết viết, trong lòng lại là sợ hãi, lại là tưởng niệm, nước mắt rơi xuống thâm đẫm cùng màu mực. Nhưng hắn sợ cố thiến hề lo lắng nên trong thư chỉ có mấy chữ, nói liễu ngang thiên cuốn vào chính tranh, trước mắt đưa mình đến Giang Nam tị nạn, ngày sau sẽ tụ họp. Gió lửa liềm ba tháng, thư nhà để vạn kim, khoảnh khắc phong thư này đưa đến được trong tay cô Thiến Hề, tất khiến nàng khóc lớn, trong thời loạn thế này, phong thư này giống như một sợi chỉ mỏng manh, sâu chuỗi lại những tưởng niệm, hoàng kim sao có thể so sánh băng. Viết xong, Lưu Vân không tin tưởng đưa thư cho tiểu nhị, lúc này hắn đã kinh nghiệm lõi đời, biết rõ lòng người khó lường, tiểu nhị là con buôn trục lợi tất sẽ yêu cầu số tiền lớn, hắn giao bức thư cho một người ăn mày, thưởng mấy lượng bạc vụn, muốn hắn đưa tin đến phủ thượng thư. Là thư sinh Sơn Đông gửi tới, chỉ cần tìm tiểu hồng cô nương, liền có thể lấy tin đổi bạc. Người ăn xin nhận được số bạc vụn, đã là vui mừng quá đỗi, lại nghe này phong thư đáng giá trăm lượng bạc, lại càng kinh hỉ. Dù sao hắn mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì, chỉ là ở trên phố hành khất, kinh thành này chỉ cách trăm dặm đường, một dặm một lượng bạc, trên đời sao có thể có chuyện kỳ diệu như vậy sao? Liền không trần chờ vội vã rời đi. Lưu Vân thấy người ăn xin này chất phác, nghĩ đến nhất định có thể làm tốt sự tình, nhất thời gạt bỏ được chút lo lắng. Chỉ là tương lai của chuyến đi này không rõ ràng, cũng không biết khi nào mới có thể gặp được cô Thiến Huê, nghĩ tới đây vẫn không khỏi buồn bực. Hai người đi về phía Tây, lại là đã 10 ngày sau người lớn đã trông như dã nhân. Người lớn chưa cạo râu, cũng chưa từng tắm rửa thay quần áo, tất nhiên là quần áo tả tơi, giống như ăn mày. Đứa trẻ con kia còn thảm hại hơn, bất quá mới là hài tử trăng tròn, phải ăn trái cây hàng ngày, thay đi thay lại cùng một chiếc tả. Sau đó mắt thấy tá dơ đến không ra gì, liền vất qua một bên không cần, mỗi khi đứa trẻ muốn tiêu chảy, Lưu Vân sẽ dùng một tay bế nó lên, giữ thật xa, mặc nọ ị phân đi tiểu, xong việc lại thấy lá khô lau đi. Dù sao đang ở cánh đồng bát ngát, bốn bể vắng lặng, sẽ không làm ai kinh ngạc. Lư Vân đi tứ hải, những việc tầm thường như ăn, uống, ngủ nghỉ đương nhiên không làm khó được hắn, nhưng bây giờ là vào tháng 9, thời tiết băng giá, sương dày gió lạnh, thời tiết thay đổi bất chợt, cũng đành phải bất lực không làm được gì. Hắn vội vã rời kinh, trên đường không mang theo quần áo mùa đông, Dựa vào nội lực hộ thân, mưa gió băng giá chẳng là gì, nhưng đứa bé đang ở trong tình trạng thảm hại, cho dù thật sự là thân hồ báo, làm sao có thể sống sót. Quả nhiên thời tiết truyền lạnh, bất quá ăn ngủ ngoài trời mấy đêm, liền đã đầy mặt nước mũi, Lưu Vân mỗi ngày treo đứa bé trong lòng ngực lên đường một đường nghe nó ho khan, trong lòng càng lo lắng. Hôm nay đi qua Khánh Dương, đây là thành nội địa không có đóng quân nên Lưu Vân quyết định vào thành mua một ít quần áo mùa đông rồi lại đi. Đi vào thành Khánh Dương, nhưng thấy nơi đây cằn cỗi, không có nhiều người ở, nhìn tới nhìn lại, cuối thu đông chí, mọi nhà đều đang ngâm bắp cải trắng, từng chum được chôn cất trong lòng đất, nhất thời cũng phân không rõ ai là chủ quán, ai là bá tánh. Tìm kiếm hồi lâu mới tìm được một khách điếm tồi tàn, nhìn dáng vẻ của nơi này, 89 phần 10 là nhà dân cải biến mà thành. Lư Vân cũng vô lực chọn lựa nên lập tức đi vào ở. Vừa vào khách điếm, liền nghe một tiếng tiếp đón, Lư Vân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thiếu phụ nhìn mình, nhìn trên mặt nàng có tản nhang, ước chừng hai mươi mấy tuổi, sau lưng mang theo tã lót. Lư Vân lúc này dâu ngắn tóc bù xù, cũng không sợ có người nhận ra mình, nhìn thấy thiếu phụ cầm khay gỗ, chắc chắn chính là bà chủ, hắn nói, sắp xếp một phòng, tại hạ muốn ở trò hắn đi về phía quầy, đầu tiên cởi đặt đứa bé xuống, ném tay nải binh đao trên bàn, lúc này mới thoáng thở dốc. Thiếu phụ nhìn đứa trẻ mới sinh trên bàn cười nói, hảo hài tử đáng yêu, sao con không thấy mẹ đâu. Lời vừa nói ra, trong tiệm bảy tám cái khách nhân đều nhìn lại, Lư Vân tự biết hắn là một nam nhân mang theo trẻ con trên đường bôn ba, không khỏi sẽ gây chú ý, lập tức khụ một tiếng, nói. Mẹ của đứa bé này đã trở về nhà mẹ đẻ ở Thiên Thủy hiện giờ ta muốn đưa nó đi tìm mẹ. Vừa nói vừa lấy ra một thỏi bạc ném lên trên bàn. Thiếu phụ kia cũng không giống như tiểu nhị bình thường, không thèm nhìn đến ngân lượng mà đưa tay ra trêu chọc đứa bé. Trưởng quầy ở bên cạnh hình như là trưởng phu của thiếu phụ, vội vàng nhận lấy bạc cười nói, mẹ đứa trẻ, khách nhân mệt mỏi, còn không mau đưa người ta đi nghỉ ngơi đi. Thiếu phụ kia thấy Lưu Vân đầy người dơ bẩn như từ trong bùn bò ra, lập tức tỉnh lại, Nàng ấy náy cười, hỏi, vị đại gia này cần phải tắm rửa không? Lư Vân vừa nghe lời này, thân bỗng nhiên ngứa lên, hoảng gật đầu không ngừng, thiếu phụ kia liền dọn thùng gỗ vào phòng, để Lư Vân và đứa trẻ đi tắm. Lư Vân lại lấy ngân lượng ra, nhờ nàng lát cho đứa trẻ bú sữa, chỉ là loại sự tình này nhiều ít có chốt đường đột, lại cần thêm một phen miệng lưỡi. Bận rộn một lúc, Lư Vân ôm đứa trẻ mới sinh, Rốt cuộc bình bình an an ngồi vào thùng gỗ, ngâm mình trong nước nóng. 4. Chương 10 quy hàng nộ thương, hồi 3. Kết thúc chương 10 kết thúc 4. Đã cố gắng xong hết được 4, năm sẽ tiếp tục được cập nhật sau nghỉ Tết nhé. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ bình an. Gió thốc trời ra rét, cùng với sau 10 ngày ăn ngủ ngoài trời, được tận hưởng giây phút bình yên này quả là một ơn trời ban. Kể từ sau khi đứa bé kia xa mẫu thân, cả ngày được trở đi khắp nơi như hàng hóa, lúc này ở trong làn nước ấm có vẻ rất vui mừng, quơ tay múa chân, cười hì hì ngây ngô. Lư Vân thấy nó đáng yêu, nhìn không được duỗi tay trêu đùa, cùng nó chơi đùa một hồi. Hải tử trước mặt ngây thơ hồn nhiên, không biết cha mẹ đột tử, cửa nát nhà tan, sắp bị mình đưa đến nộ thương, giao cho một đám người xa lạ. Nếu nó hiểu chuyện, liệu có tê tâm liệt phế, khóc thấu trời hay không? Nó nếu sớm biết được thân thế của mình, liệu có hậm hực cả đời, không bao giờ có thể tự giải thoát được không? Lư Vân vỗ về gương mặt hài tử, lòng chợt buồn, nước mắt rơi xuống. Trong một cửa tiệm vô danh ở Tây Bắc này luân hồi từng màn gấp khúc, năm đó kiếm vương cùng định viễn, hiện giờ chi châu cùng trẻ mới sinh. Nhân sinh muốn tiếp tục như thế nào, có lẽ lại phụ thuộc vào hai chữ lương tâm. Sau khi tắm xong, tìm thiếu phụ kia đến cho đứa bé bú sữa, đứa bé giống như hút máu cương thi, vừa thấy vú, cắn liền không bỏ. Lư Vân cũng giống như bộ dáng quỷ chết đói, ở trong phòng khách ăn uống, một hơi ăn hết năm bát cơm lớn, còn ngại không đủ. Kẻ lớn ăn uống ngấu nghiến, còn không bằng so với dân chạy nạn. Hai người ăn uống no đủ, đứa bé thân thể cường kiện, ăn xong lại ị, ị xong lại ngủ, thực sự là trời sinh hổ lang rất có phong thái phụ vương nó. Lư Vân đứng bên cạnh giường, sắp xếp từng tay nải hành lý ra, trên người hắn tuy có chứ không ít ngân phiếu, nhưng những ngân phiếu này đều có đóng dấu Chi Châu, chỉ cần đưa vào hiệu đổi tiền, lập tức liền sẽ bị người ta phát giác thân phận Chi Châu. Tuy không biết triều đình có truy tìm tung tích của mình hay không, nhưng hắn cũng không thể kinh động, nên nhặt số bạc vụn ra xem còn bao nhiêu có thể sử dụng được. Cởi bỏ tay nải còn chưa tìm được ngân lượng, liền rơi xuống một cuốn sách, Lưu Vân nhặt lên xem xét, thư hắn cầm trong tay chính là vô tự thiên thư, trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi không nhịn được mà bật cười. Cuốn sách không biết từ đâu xuất hiện, bật ra khỏi bình trà, ngày ấy chính mình tùy tay mang ra, nhưng không ngờ nó lại trung thành và tận tâm, một đường đi theo mình chạy trốn tới Tây Bắc. Nhớ lại những ngày tháng yên bình cách đây nửa tháng, Lưu Vân khẽ thở dài, lau nước mắt, cất cuốn sách lạ vào trong bao quần áo, tìm trong đó ra một ít bạc vụn, tính toán vẫn còn khoảng 30 lượt, đủ chống được đi đến nộ thương sơn. Hắn bận rộn nhiều ngày, sớm đã mỏi mệt bất kham, lau vân mộng trạch xong, đang chuẩn bị cởi quần áo nghỉ ngơi, bỗng nhiên liếc mắt, lại nhìn thấy ngọc tỷ kia. Ánh nến lay động, ngọc tỷ kia rất có phong cách cổ xưa. Lư Vân quen thuộc với sử sách, biết ngọc tỷ này được khắc vào đầu thời đường, đến nay đã truyền hơn 20 đại quân vương. Tuy triều lịch đại quân vương đều siêu tầm được rất nhiều ngự bảo, còn thiết kế thượng bảo giám đặc biệt trông giữ rất nhiều phù ấn, có tới 24 cái, nhưng những tin bảo tự sáng chế này không hề tôn quý đáng nói. Là chính thống đệ nhất, chỉ có chính thống chi bảo này mới có thể được truyền từ đời này sang đời khác. Nếu không mỗi người tự xưng đế vương, không có quy củ kết cấu, lại muốn thần dân bá tánh tuân theo như thế nào? Lư Vân ôm đầu suy nghĩ, rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao Diễm Đình lại phái người đưa Ngọc tỷ này đến? Chẳng lẽ nàng ta thật muốn hại chết Hầu gia sao? Nhưng nàng chỉ là nữ nhi, có thâm cừu đại hận gì, một hai phải đối phó Hầu gia? Ngày ấy, hắn phát hiện Ngọc tỷ cùng Diễm Đình có liên quan, trong lòng lập tức sinh ra ý niệm đáng sợ liền sợ ngũ định viễn cũng liên quan trong đó. Ngũ định viễn vội vàng rời kinh, nếu hắn trước đó không biết thảm hỏa, thực sự làm người không tin, nhớ tới ngày ấy ngũ định viễn ở đạt ma viện nói trung hưng đại thần, lư vân càng thêm run rẩy nghi hoặc trong lòng, chỉ muốn nắm lấy vai ngũ định viễn lớn tiếng chất vấn. Lư vân nghĩ tới đây, đột nhiên nổi giận, muốn xuống tay phá hủy ngự bảo truyền lại đời sau. Võ Anh cũng vậy, cảnh thái cũng thế, đều là những bạo quân yêu ma trong mắt hắn. Trong lòng hắn có một ý nghĩ, chỉ muốn làm cho mộc tỷ này biến mất, để những người này không bao giờ tìm lại được nữa. Hắn nhặt một viên gạch bên cạnh giường, đang muốn đập xuống, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, thầm nghĩ, thứ này quan trọng như thế, đã có thể hại người, không chừng cũng có thể cứu người. Ta đừng vội lỗ mãng. Nghĩ đến một nhà cố tự nguyên nếu xảy ra chuyện gì, không chừng có thể lấy ngọc tỳ đội mạng với hoàng đế lập tức kiềm chế không đập vỡ nó chỉ là tội chết có thể miễn tội sống khó tha vẫn là oán hận một chân đá ra ngọc tỳ kia nhất thời bay lên đập vào tường suy nghĩ một lúc đã là đêm khuya dù sao ngọc tỳ rơi vào trong tay ai hoàng đế cho ai cướp đi cũng không liên quan đến hắn chỉ chờ đưa đứa nhỏ này lên nộ thương chính mình tìm thời gian để trở về bắc kinh xem tình hình người trong lòng mới là chuyện quan trọng nhất. Nhân sinh đi đến bước này, làm quan cũng vậy, không làm quan cũng thế, không cần để ý. Cho dù bị hoàng đế phế chuất, không chức quan ngược lại cũng nhẹ nhõm hơn, đến lúc đó mang theo người trong lòng cùng thoái ẩn. Đó cũng không phải là chuyện xấu. Lưu Vân mấy năm gần đây học được cách suy nghĩ cởi mở hơn rất nhiều, đặc biệt có thể chịu đựng nghịch cảnh, lập tức trầm tĩnh tâm tình, không hề miên man suy nghĩ liền muốn lên giường đi ngủ, sáng mai lại lên đường. Đang định cởi áo, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bên mở ra, hình như có khách đến. Khách đếm này thường có người ra vào, chỉ là Lưu Vân lúc này đã thành chim sợ cành cong, nhìn thấy tình thế có chút khác thường, hắn liền cảnh giác, thầm nghĩ, đã quá nửa đêm, Khánh Dương cũng không phải địa phương lớn, sao lại có ai đến. Ta phải lưu ý, lập tức nằm xuống, trong tay ôm Vân Mộng Trạch, lắng nghe động tĩnh sát vách. Phòng bên cạnh tiếng bước chân lộn xộn, giống như đang dàn xếp hành lý, nghe tới cũng không chỉ một người, nghĩ đến tám phần là thương nhân đi ngang qua, Lục Lưu Vân không thấy khác thường, mí mắt dần dần nặng trĩu, đang chuẩn bị ngủ say, đúng lúc đó chợt nghe thấy một giọng nói từ trên vách ngăn truyền tới, nói: "Thiên Thành, tông chủ khi nào đến?" Lưu Vân vừa nghe lời này, cơn buồn ngủ biến mất, lập tức mở bừng mắt, "Tông chủ" cách vách là người nào? Thiên thành kia cười nói, tam đệ, người yên tâm. Tông chủ đang ở Bình Lương, một ngày lộ trình mà thôi, sẽ kịp đuổi tới bất cứ lúc nào. Người lên tiếng trước đó âm ừ nói, chờ tông chủ đến, 12 thiên tướng chúng ta hội hợp, lúc đó không sợ ai hết. Thanh âm này khá trẻ, ngữ khí lại tự tin, Lưu Vân nghe vào trong tai lập tức nhận ra hắn, người này đứng thứ 10 cao ra, thiên tướng phủ cao thiên thành phủ viễn tứ đại gia, hoài tây cao thiên tướng, nghe họ nói, có vẻ như người đứng đầu cao thiên uy còn đang ở khu Bình Lương, có thể tới Khánh Dương bất cứ lúc nào. Lư Vân trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ, những cao thủ võ lâm này đang êm đẹp sao lại tới chấn hoang vu Tây Bắc này. Chẳng lẽ triều đình lại muốn khai chiến với nộ thương sao? Nhưng thiếu lâm đại chiến vừa mới đánh xong, dụng binh sao có thể dồn dập như thế? Thiên Thủy, Bình Lương, dịch mã quan là ba chấn nối nhau, là tuyến đầu diệt phỉ Tây Bắc, nếu tiền tuyến khai chiến, con đường tất nhiên phong tỏa, đến lúc đó chính mình không khỏi bị nguy, Lưu Vân lòng tràn đầy kinh sợ, lập tức nghiêng tay lắng nghe, có ý muốn tìm hiểu rõ tin tức. Trong lúc lo sợ nghi hoặc, người vừa lên tiếng khụ một tiếng, lại nói, thiên tướng phủ chúng ta vài thập niên ngủ đông không ra. Khó có cơ hội được Hoàng thượng thân hạ thánh chỉ chúng ta lúc này nhất định phải lập được đại công, giành trước được đồ vật, tuyệt không để giang mọi dợ đè lên đầu chúng ta. Thiên thành kia cười nói, tam ca yên tâm, côn luân bị diệt, thiếu lâm đã sụp đổ, nga mi, điểm thương căn bản chẳng là gì, ai có thể áp đảo được tứ đại gia tộc chúng ta. Tam ca kia ha cười nói, còn không phải sao? Giờ nhìn giang mọi dợ kia còn không phải mặt trời lặn tây sơn sao? Quyền to không ở trong tay, hoàng thượng không còn để ý đến lời nói của hắn nữa. Ta nghĩ lão đạo tặc này đã giống như bông hoa cúc của ngày hôm qua, sẽ sớm theo bước chân của liễu ngang thiên và lưu kính, quy thiên gặp tổ tông. Ha! Ha! Lư Vân vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, nghe ý tứ của bọn họ, tựa hồ đang muốn cướp thứ gì đó, hắn quay về nhìn ngọc tỷ trên bàn, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không ồn. Hai người phòng bên cạnh đang sùi bọt mép khoa trương chợt nhìn thấy một bóng người lướt qua cửa sổ dừng lại trên cây thân pháp phiêu giật lư vân lắp bắp kinh hãi không biết là ai tới vội vàng cầm kiếm trong tay ngồi xổm dưới cửa sổ vừa mai phục xong liền nghe thấy một nữ tử nói cao thiên nghiệp cao thiên thành hai con quỷ vô ơn các ngươi dám nói xấu sau lưng nói giang đại nhân chúng ta như vậy các ngươi thật sự muốn vậy sao không đến trước mặt giang đại sư giọng nói này nhẹ nhàng nũng nịu, nhưng ngôn ngữ lại rất cay độc, Lưu Vân âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ đây là bách hoa tiên tử. Nàng ta cũng tới, nửa đêm, đào đảo cao thủ tụ tập lại, đều là trưởng lão danh môn võ lâm, còn có sát thủ được triều đình nuôi dưỡng, chỉ có mình lẻ loi một mình, song quyền khó địch bốn tay, làm sao có thể đánh bại họ. Hồ Mị Nhi chính là đại tướng Giang Hệ, nàng ta đã đến đây, đám người an đạo kinh, Lama thập tất cũng sẽ ở gần đó. Lưu Vân đang nghĩ cách trốn thoát, hắn đeo tay nải sau lưng, tay trái nắm lấy chuôi kiếm, chỉ cần tình thế không ổn, lập tức bế đứa bé bỏ chạy. Hồ Mị Nhi đột nhiên xuất hiện, nhưng Cao Thiên Thành ở phòng bên cạnh cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ nghe hắn cười gượng hai tiếng, nói: Tiên cô, người cũng không ngủ được sao? Hồ Mị Nhi ngượng ngùng nói: Đời trước không tích đức, mới cùng bọn xấu các ngươi cấu kết cùng nhau làm việc một là tàn nhẫn vô liêm sỉ, hai là nói chuyện nhàm chán, so với an đạo kinh còn không bằng. Cao thiên nghiệp nghe nàng khẩu khí ngạo mạn, nhất thời cười lạnh nói, hồ mị nhi, ngươi cẩn thận lời nói, ta nói rõ ràng cho ngươi biết, an đạo kinh sợ ngươi, nhưng cao gia chúng ta không coi trọng ngươi. Ngươi còn dám lời nói vô lễ, thần đạn tử sẽ dạy ngươi hai chiêu, để ngươi lĩnh giáo công phụ thật sự của một nam tử Hán. Lư Vân hơi kinh hãi, Hồ Mị Nhi thân phận phi thường, giang hồ đồn truyền nàng ta có gian díu với giang sung. Cao Thiên Nghiệp chỉ là đệ tử thế gia, dám của ngôn mạo phạm, chẳng lẽ không sợ giang sung xong việc sẽ tính toán sao? Lư Vân cúi đầu suy nghĩ, trong lòng có chút kinh hãi, chẳng lẽ giang sung cũng đã bị lạnh nhạt như lời người này nói, quyền to không ở trong tay, đã không còn được hoàng đế trọng dung. Hồ Mị Nhi nghe được Cao Thiên Nghiệp cuồng ngôn khoe khoang, lại cũng không có phản bác, không còn kiêu ngạo như trước, Lưu Vân nghe thấy càng nghi ngờ hơn. Hồ Mị Nhi ngáp dài nói, được rồi được rồi, thiên tướng phủ các ngươi thật sự lợi hại. Tính cô nương trêu chọc không nổi. Chỉ là các ngươi như vậy, sao không tìm tát ma tính toán đi, lại ở đây bắt nạt nữ nhân ta. Đó là loại hảo hán gì vậy? Cao thiên nghiệp phi một tiếng, nói, ngươi không cần châm ngòi ly rán mọi người đều tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế làm việc, cần gì phải so đo nhiều chuyện như vậy. Lư Vân nghe được không hiểu ra sao, chính trong lúc suy tư, chợt nghe thấy tiếng chạm cửa bên ngoài, âm thanh rất nặng nề, giống như voi đang đi, làm cho tấm cửa kêu lạch cạch. Lư Vân trong lòng kinh hãi, lại có cao thủ tới. Âm thanh này nặng nề như vậy, người tới nhất định không phải là một tên mập bình thường, hắn là người ngoại môn ngạnh công cực kỳ thâm hậu tiếng bước chân kia dừng lại trước cửa phòng mình một chút, không bao lâu, liền đã rời đi. Cao Thiên Thành nghe tiếng bước chân, cuống quýt liền nói. Đó là Tát Ma, hắn. Hắn lại định làm chuyện vô sỉ nữa sao? Cao Thiên Nghiệp hắc một tiếng, thấp giọng nói, không liên quan chúng ta, hắn muốn làm cứ làm, ngàn vạn đừng chiêu chọc hắn. Tát Ma đêm khuya đi lại, dường như ôn thần đi tuần đi săn, làm mọi nơi im như ve sầu mùa đông. Quái vật này võ công cao cường, xuống tay tàn bạo, có thể ganh đua cao thấp với Ngũ Định Viễn và Lăng Chiêu, Hồ Mị Nhi tuyệt đối không thể so sánh. Bây giờ người này thực sự đã được thả ra, nghĩ đến Triều Đình vì kiềm chế nộ thương, đã là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lư Vân trong lòng thầm nghĩ, Cao Thiên Tướng có thể ngăn cản, Hồ Mị Nhi cũng không có gì phải sợ hãi, lấy mạng thực sự chính là tên côn đồ giết người không chớp mắt này. Lư Vân liếc nhìn đứa bé, may mắn thay đứa bé đã ngủ say, chưa từng phát ra mảy may tiếng vang, nếu không kinh động yêu ma, không biết hắn sẽ làm gì. Tài nghe Cao Thiên Thành ở phòng bên cạnh khẽ thở dài, ngay cả Hồ Mị Nhi miệng lưỡi sắc bén, giờ phút này cũng không nói lời nào. Khi những yêu ma quỷ quái gặp phải ma vật ăn thịt người, thật tựa mèo chuột gặp gỡ mãnh thú, dù cho hung ác rào hoạt, cũng chỉ có thể nghe tiếng sợ vỡ mật, né xa ba thước trong sự im lặng hoàn toàn thình lình nghe tát ma hét lớn một tiếng hình như có tiếng ván cửa nổ tung sau đó trong cửa tiệm vang lên một tiếng hét chói tai giết người cứu mạng tiếng kêu là của một nữ tử tê đi theo tiếng bước chân hốt hoảng rất nhiều khách nhân chạy vội ra ngoài tiếng chủ khách điếm từ xa truyền đến khóc dòng nói đừng đừng tha cho vợ ta lư vân a à một tiếng Nhớ đến thiếu phụ mình nhìn thấy lúc ban ngày, nghe đồn tát ma tàn nhẫn háo sắc, đã từng vào hành cung thát đát quốc gian dâm cung phi, lúc này nhàm chán, tất nhiên nảy lòng tham giết người, làm ra hành vi vô liêm sỉ. Si. Lư Vân trong lòng vừa sợ hãi vừa không đành lòng, tay phải tuy rằng dùng sức nắm lấy chuôi kiếm, vẫn là không tự giác mà run lên. Cao Thiên Thành tuổi trẻ chính trực, nghe tiếng kêu thảm thiết, nhất thời run giọng nói, tam ca, chúng ta, chúng ta lại. Chúng ta lại không để ý nữa sao? Lư Vân nghe xong lời này, nhất thời thân rét run, biết được tát ma từ Trung Nguyên đến Tây Bắc, chắc chắn dọc đường đã hãm hiếp giết chết nữ nhân, đám người cao thiên tướng đồng hành với hắn lại đều ngồi xem mặc kệ. Nếu không phải triều đình có phân phó khác, đó là hai người này tham sống sợ chết, tự biết không địch lại, liền dung túng bạo hành mọi nơi lan tràn. Hồ Mị Nhi ngồi trên ngọn cây im lặng thở dài, nhìn nàng ta sớm rời khách điếm trèo lên cây, nói vậy đã biết trước trong khách điếm sẽ xảy ra tai họa, lúc này mới đi trước tránh đi. Xem ra nữ tử này tuy rằng tàn nhẫn độc ác, lại cũng không nỡ nhìn thấy sự việc táng tận thiên lương như vậy. Ở phòng bên cạnh vang lên tiếng xé quần áo, giữa tiếng đập mạnh, dường như có ai đó ngã lăn ra, tám chín phần mười tất là người trong khách điếm, chỉ là cũng kỳ quái, những người này chưa từng phát ra tiếng kêu, ngay cả thiếu phụ kia cũng vậy, như thể những người này đã bị người ta điểm huyệt hoặc bị bẻ gãy cổ, yên lặng đến đáng sợ. Lư Vân trong lòng lại đau lại bi, giờ phút này nếu muốn ra tay, không những đánh không lại tát ma, còn sẽ dẫn tới rất nhiều hào thủ cùng tấn công mình, chính mình chết không quan trọng, quan trọng là đứa bé này vì thế phải bỏ mạng. Trong chớp nhoáng, kinh thành phong hoa ở trước mắt nhất nhất chảy qua, nụ cười của cô thiến huy chữ hỉ trên tường chi châu quan bào lư vân đè nén tiếng động tay trái che mặt nước mắt đã rơi như mưa a à hát, hát chính đạo soát một tiếng vân mộng trạch ra khỏi vỏ trong phòng tinh quang hiện ra dữ dội dầu tóc lư vân xòe ra ầm ĩ khiêu chiến đầy mặt túc sát trẻ con bị kinh hãi nhất thời khóc kêu lên lơ vân tay phải cầm trường kiếm tay trái ôm đứa trẻ mới sinh trong nháy mắt đá tung cửa, xài bước về phía trước. Chính đạo, không phải là phu tử tán thưởng, là dùng máu tươi thù về. Lư Vân nghiến răng nghiến lợi, đi tới một cánh cửa, chỉ thấy mọi người trong cửa tiệm nước mắt như suối chảy, đều quỳ dạp xuống đất, không chịu được thấp giọng khóc thút thít. Lư Vân nhìn theo ánh mắt bọn họ, chỉ thấy cửa phòng đang mở ra, một con yêu ma trần trụi quay lưng lại với mọi người, trên tay kéo một thiếu phụ đi về phía giường ngoại đảo, Lưu Vân hít sâu một hơi, nói, dừng tay. Thanh âm của hắn bình tĩnh đến lạ thường, tâm tình lại bình tĩnh dị thường, thậm chí khiến hắn kinh ngạc. Kẻ nào, đúng lúc này, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, là đám người từ phủ thiên tướng, nhảy nhót xấu xí, không nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ trẻ em, chỉ nghe tráng sĩ bi gào, nghĩ đến bọn họ nghe được Lưu Vân giống giận, liền vội vàng tới xem. Người đọc sách lư vân chân phải quét ra cửa phòng bay ngược đóng lại một tiếng vang đánh bật hai người thiên tướng phù. lư vân không chỉ hoãn bước ra xa kiếm quăng chảm động chém nghiêng về phía tát ma chỉ cần kiếm này chém thật nhất định có thể chém hắn làm đôi thình lình nghe tiếng cười to vang lên thiếu phụ trên giường bay lên nàng kinh hoàng kêu thảm thiết thân mình nhắm thẳng mũi kiếm lao tới lư vân sợ hãi sẽ làm tổn thương người vô tội nhất thời cuống quýt thu kiếm, đột nhiên nghe thấy bang một tiếng, bên hông đã bị đánh trúng. Lư Vân đau đớn, thân mình có chút lảo đảo, đứa bé tuy không bị đè thương nhưng bị chấn động, càng khóc to hơn. Tát ma trong vòng một chiêu bức khai Lưu Vân, nhịn không được cười ha ha, hắn thấy nữ nhân kia còn trên không trung, lập tức tay trái giỏ ra bắt bỏ vào trong lòng ngực, sau đó áp trở về giường, lại muốn làm chuyện vô liêm sỉ đó lư vân kinh ngạc tức giận đứng dậy giơ kiếm chém tát ma lúc này tát ma lật người xuống giường để kiếm đi qua nếu lư vân không rút tay chắc chắn sẽ ngộ sát thiếu phụ kia lư vân kinh hoàng vội vàng rút tay về trường kiếm quét sang một bên cửa lập tức mở rộng ra tát ma tê tê cười lạnh lại là một chân đá tới lư vân lúc trước trúng một chân eo nách đau triệt tim phổi làm sao có thể chịu đựng được một cú đá khác hắn vội nhưng không loạn bước một bước vội vàng tránh sang một bên tát ma tính gian hoạt võ công đặc biệt ngoài dự đoán mọi người lư vân mới một tránh ra bỗng nghe yêu quái này kêu to một tiếng thân mình thẳng từ trên giường bắn lên hai chân đá tới giống như con trâu nước hút thẳng vào đầu lư vân thấy động tác của hắn rất man dợ kỳ lạ trước đây chưa từng gặp chỉ là hắn ôm ấp trẻ con rất sợ đứa nhỏ này bị thương nhất thời lại không tránh khỏi hoảng loạn hạ hai chân, lực rót phía bên phải, khóa tay lại, dùng sức đón nhận cú đá kinh thiên động địa này, mãnh lực đụng phải thân mình, tặng phủ cùng quay cuồng, thoáng chốc thân mình bay sang trái, đánh vỡ tường đất, lăn thẳng ra khỏi khách điếm. Lần này không chỉ Lưu Vân bị thương mà đứa bé còn cũng bị chảy ra, nhất thời khóc đến cảng thêm thê lương. Ánh nến chiếu lên khung cửa sổ, trong phòng tắt ma cuồng thanh cười to, thoáng chốc lại xoay người sang chỗ khác liền muốn cưỡng hiếp người vô tội. Lư Vân ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, muốn đứng lên lại đánh, nhưng hắn thể lực hao tổn, thân chịu nội thương, vài lần muốn đứng lên, lại đều dãy dụa không dậy nổi. Đang bò trên mặt đất thở dốc, chợt nghe phía trên đầu có một thanh âm lạnh lùng nói, vô dụng, thế gian này chính là như vậy, kẻ yếu phải học cách phục tùng, người phản kháng bọn họ chính là thảm. Lư Vân ngước lên, thấy một nữ tử ngồi trên mọn cây, ngơ ngác nhìn bóng dáng hung ác trong cửa sổ, đúng là Hồ Mị Nhi. Lư Vân thấy nàng ta biểu tình ảm đạm, nhìn khung cửa sổ có ba phần bất đắc dĩ, bảy phần thương hại, không còn lạnh lùng giống ngày xưa. Hồ Mị Nhi hửa không nhận ra Lư Vân, chỉ nghe nàng sâu kín nói, ngươi tự cho là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Kỳ thật ngươi chỉ là hại chết bọn họ. Nữ nhân kia chỉ cần chịu đựng một chút, ngày sau còn có thể lưu lại tánh mạng, nhưng bây giờ ngươi lại kích thích hung tính của yêu ma đó, trong ngoài khách điếm đều sẽ phải bị chôn vùi cùng. Ngươi cho rằng chính mình bảo hộ ai, ngươi lại cho rằng chính mình thay đổi cái gì? Ngươi, ngươi, thật là, nàng khe khẽ thở dài, liếc mắt nhìn Lư Vân, thấp giọng nói, ngu ngốc. Hai người ánh mắt giao nhau, Hồ Mị Nhi che miệng kinh hô, là ngươi. Lư Vân nằm sấp xuống đất thở gấp, bỗng nhiên lại cười ha ha lên. Hắn trông kiếm xuống đất, hét lên, là ta. Chính là ta. Không phải Lư Vân ta, thiên hạ đâu ra loại ngu mốc này, ha ha. Ha ha, thời khắc dâng trào, hắn cắn răng giống giận, từ trong lòng lấy ra ngọc tỉ, ngửa mặt lên trời kêu lên, tà ma ngoại đạo. Dừng tay lại cho ta. Hoàng đế chính thống chi bảo ở trong tay ta. Ai muốn thì đi theo ta. Vừa nói xong, chợt ôm lấy đứa trẻ mới sinh, lao chạy về phía tây. Quả nhiên ngay khi bóng người vụt qua khung cửa sổ, Tát Ma đã xuyên thủng bức tường, lao đuổi theo Lưu Vân. Thoáng chốc thạch đạn tử, phi thiên đao từ trên không bay tới, đóng đinh ở bên chân Lưu Vân. Lưu Vân đúng là muốn dụ Tát Ma ra ngoài để ngăn chặn con quái vật này gian sát những người vô tội. Quả nhiên Ngọc Tỷ ra tay, lập tức đưa bảy yêu ma này tới. Lưu Vân cúi đầu chạy như điên, trong miệng lại cười ha ha, kêu lên, mau tới. Mau tới, đám tà ma ngoại đạo các ngươi. Tới đây giết ta đi, kể từ khi nhìn thấy thảm án liễu môn, Lưu Vân vẫn luôn hốt hoảng, tự trách mình rất nhiều, thẳng đến lúc này ra sức ra tay, giữ được sự trong sạch của nữ nhân kia, Lưu Vân mới tựa tỉnh táo lại. Hắn lúc này tuy là tánh mạng đe dọa, kỳ thật buồn bực trong lòng dường như biến mất, hoạt bát trào dâng sau lưng mấy người là cao thủ hồ mị nhi khinh công cao cường bất quá nhảy lên xuống mấy cai đã theo kịp phía sau lư vân phất trần vài lần quét tới suýt nữa đánh trúng sau lưng lư vân lư vân biết ngân châm của nàng ta lợi hại nhưng lúc này chỉ cần dừng bước ngăn địch sẽ bị người vây quanh lúc này chỉ đang cố giữ sức chờ độc châm của nàng ta quá đến sau một lúc lâu sau lưng lại bình thường cũng không có cảm giác đau đớn hồ mị nhi kia như thủ hạ lưu tình Lưu Vân có chút kinh ngạc, nhìn không được quay đầu xem, chỉ thấy Hồ Mị Nhi gần trong gang tấc, chỉ cần phất trần đập mạnh, hắn có thể bị đánh trọng thương, chỉ là nàng ta chậm chạp không động thủ, một đôi mị nhãn chỉ nhìn chăm chú chính mình, dường như có vài phần bội phục. Cả hai đều cố gắng chạy băng băng, vô pháp mở miệng, đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng kèn vang, dường như có đại nhân vật đang tới. Lưu Vân đang kiêng kỵ, Chợt nghe sau lưng đám người cao thiên nghiệp hoan hô kêu to, "Tông chủ tới." "Tông chủ tới." Lư Vân sắc mặt thảm đạm, lúc này đám người tát ma gấp gáp không tha, đằng trước còn có Cao Thiên Uy võ công lợi hại chặn đường, làm sao mình còn đường sống? Phía trước vó ngựa vang lên dữ dội, trong đêm tối có vô số mọn đuốc, thực sự có đại quân lại đây, Lư Vân vừa kinh vừa sợ, trước có lang, sau có hổ, lại muốn hắn thối lui đến chỗ nào? Hắn ôm chặt đứa bé trong lòng ngực, cắn chặt răng, cúi đầu xông thẳng, cho dù bị vó ngựa dẫm xuống bùn cũng còn hơn là rơi vào tay tát ma, hết thảy là mệnh số, có thể nói gì nữa. Cùng với một tiếng gào to, một thanh giáo ném bên chân mình, Lưu Vân không màng sinh tử, dưới chân tránh đi, vẫn xông thẳng về phía trước, lúc này bụi bay khắp chân hắn, vài tiếng trầm đục liên tiếp truyền ra, trước mặt trình trình tề tề mà định một loạt giáo lư vân biết sẽ khó có thể chống cử lập tức thừa dài một tiếng khoanh tay chờ chết lúc này tiếng bước chân phía sau cũng đột nhiên dừng lại cũng không đuổi theo mình nữa lư vân nghi hoặc vội vàng quay đầu lại chỉ thấy đám người hồ mị nhi cao thiên nghiệp cao thiên thành vẻ mặt kinh ngạc mỗi người dừng bước lại trước mặt lại đều cắm một thanh giáo tát ma kia võ công vượt trội hơn nhiều so với những người khác lại tiếp giáo ở trên tay ngoài miệng hãy còn treo nụ cười lạnh hung ác trong lúc kinh ngạc bỗng nghe thấy tiếng chân như sấm sét trong sa mạc cuồn cuộn tiếng rít cấp tốc truyền đến lư vân ngước mắt lên nhìn thấy trong khói bụi vô số man rợ đang cưỡi ngựa đánh tới tướng lĩnh cầm đầu bộ mặt dữ tợn dường như là dị tộc nhân sĩ lư vân không biết lại là thần thánh phương nào đang muốn nhắm mắt nhận lấy cái chết bỗng nhiên một chữ to cực kỳ quen thuộc đập vào trong mắt lư vân la lên một tiếng lòng tràn đầy kích động đã ngã ngồi trên mặt đất làn khói vàng kéo dài dàn kỵ khoái mã vây quanh lá cờ chữ nộ đỏ như máu đang chạy như bay lại đây rốt cuộc tới rồi nộ thương sơn cố hương của anh hùng thiên hạ phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn